nhảy lên lưng nó, bị nó hất cho một cái nó đá nó mổ vào đầu này, bắt đền các bạn đấy. Cười cái gì mà cười, các bạn ạ, chính các bạn đã bị anh hề lừa rồi nhá. Anh không phải nói khoác nhá. Vào đến nơi, anh nhìn thấy con đà điểu to nhất, anh nhảy lên lưng nó, chạy một vòng quanh bảo tàng chúng mình nhá. Sau đó anh mới nhảy xuống, anh mới ai ơi, con gì đấy hả các em? Con gì? Làm gì có đà điểu, đừng có do anh nhá. Đà điểu bây giờ ra đây anh đá cho một cái. Úi dồi, ai ơi, con gì nó đá anh mà đau thế? Trả lời bé thì anh nghe làm sao được không? Đà điểu ở đâu? Đà điểu ở đâu? Đây chứ gì? Con này đảm bảo luôn là không phải con đà điểu định lừa anh cái gì. Bây giờ nhá, anh mà quay lại thấy con đà điểu anh đá luôn cho một cái, các em có tin không? Tin không? Không tin này thì đá luôn. Chạy thôi. Ôi dồi ôi. Ôi con gì đấy? Ôi dồi ôi, chạy thôi. Ôi, các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có cách nào giúp anh thoát khỏi những con đà điểu này không? Cho nó ăn nhá, ăn gì cũng được, mày ăn gì ăn kẹo nhá.